rất dễ dàng tìm thấy những tin tức hay hình ảnh liên quan đến tác hại của việc lạm dụng ma túy đá trong giới trẻ Việt Nam hiện nay. Ma túy đá là có thể nói là hot chất. Nhưng đối với ma túy đá thì chúng ta không có thuốc điều trị thay thế, hiện nay chưa có thuốc điều trị thay thế. Chương trình cai nghiện bằng tâm linh của Hội Thánh Tin Lành đã nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ tích cực của thành phố Hà Nội. Chúng tôi thấy là đấy là một trong con đường, có thể là con đường mới trong rất nhiều các biện pháp cai nghiện ma túy. Chính vì vậy nên chúng tôi đã được ban chỉ đạo của thành phố, ủy ban thành phố và thành ủy Hà Nội cho phép làm điểm, làm thử một số 3 năm ở trong trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động số 2 để chia sẻ kinh nghiệm của những người mà đã tin vào Chúa, những người đã làm cái cai nghiện ma túy và họ đã bỏ ma túy thực sự. Với con số hơn 1.000 người đã cai nghiện thành công, mô hình cai nghiện bằng niềm tin tôn giáo của Hội Thánh Tin Lành mở ra một hướng mới trong liệu pháp điều trị tâm lý cho người nghiện. Nhưng mà cho họ một cái kim chỉ nam để cho họ phải bám vào, họ phải nhờ vào một cái sức lực nào đó. Ví dụ như là của Thiên Chúa hay là của những anh em bên cạnh đó giúp họ.